siêu phẩm Alpha 7 R2, mấy chục ảnh cảm biến full frame với kích thước nhỏ gọn. Cảm biến CMOS full frame 35mm đầu tiên với công nghệ Back Illuminated mang đến độ phân giải vượt trội lên đến 42.4 megapixel. Cùng 399 điểm lấy nét theo pha với độ phủ 45% khung hình, tích hợp chức năng 4D Focus, ống nhắm điện tử OLED True Finder với lớp phủ ngoài size T-Sound cho độ phóng đại lớn nhất thế giới 0.78x. Khả năng quay phim 4K với cảm biến full frame. Siêu phẩm Alpha 7 R2 được chào đón bởi các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Siêu phẩm Alpha 7 R2 với các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp từ Singapore. Siêu phẩm Alpha 7 R2 với các nhiếp ảnh gia hàng đầu từ Malaysia. Thái Lan. Philippines. Indonesia. Siêu phẩm Alpha 7 R2 với nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tùng của Việt Nam. Alpha 7 R2, tầm nhìn từ ánh mắt và xa hơn nữa.